xong rồi lúc đó em đề nghị là thuê khách sạn cho bạn này ở. Thôi bạn chỉ đề nghị là bạn này ở thôi em đi về. Dạ nhưng mà em không chịu. Bạn sợ ma. Dạ đúng rồi. Em nói là thôi bây giờ anh để ấy là bạn để vậy sao mà được. Sợ ma lắm, y sợ ma lắm. Thôi bây giờ ở lại chung luôn đi. Lúc đó em thì em cũng đá lại. Nhưng mà đạp cái kiểu giống như là kêu là đụng tiếp đi vậy. Tại sao? Dạ. Thì em cũng gác tiếp xong đập qua đập lại cái nhìn nhau. Cái hôn nhau thôi không có gì hết. Cái chuyện đoạn hậu không nhưng mà hay ghê. Rồi xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Thành Thuận. Dạ em 31 tuổi. Em làm nhân viên event. Chị mà nhân Thuận là chị té ghế được rồi đó. Anh Quốc Thuận hỏi chuyện em Thành Thuận. Mà em. Dạ em tên là Hồng Y. Em năm nay 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng. Thuận và bà Y gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, tụi em quen nhau cách đây 16 năm. Hả? Trời ơi, dạ. Thâm niên dữ vậy đó. Dạ. Tại vì hồi xưa tụi em học chung trường. Học chung cấp 2. Dạ, lúc đó em 16 tuổi thì vợ em 14 tuổi. Cấp 2 đó là lớp 9 đúng không? Dạ, dạ đúng rồi, lớp 8, lớp 9. 16 tuổi học lớp 8 hả? Dạ, tại vì em học trễ. Rồi sau thời gian đó thì học hết cấp 2 là tụi em mất liên lạc. Cho đến khoảng 10 năm sau á thì tình cờ là đám cưới của một người bạn chung hồi cấp 2, cái tụi em mới gặp lại. Rồi trong cái đám cưới đó hai bạn gặp nhau thì cái dạ, lúc đó là tụi em ngồi chung một bàn. Xong thì ấn tượng đầu tiên của em gặp lại bạn này á thì lúc đó bạn này rất là sexy, thì dáng thì cũng đẹp nhưng gương mặt cũng xinh. Với lại ngồi trong cái nhóm bạn mà nhóm bạn thân của em cho nên những bạn kia thì lúc nào cũng gặp hết rồi, còn bạn này thì lâu quá không gặp lại. Lâu mới gặp lại. Mà có nhận ra nhau liền không? Dạ nhận. Rồi gặp nhau đám cưới rồi tiếp theo là gì? Đám cưới xong rồi mấy bạn rủ nhau đi karaoke. Đi karaoke ngồi với nhau thì lúc này bạn này đòi về sớm để đi Sài Gòn đi làm. Khi mà gặp nhau á thì em quyết định là chắc mình phải cưa bạn này cho bằng được. Thì em mới đề nghị là trở về nhà. Thì trên đường trở về thì em hỏi xin số điện thoại. Rồi đến bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Dạ 2 tháng. Rồi. Mà lúc đó em có nghĩ là em sẽ yêu bạn này không? Dạ không, tại vì em nghĩ bình thường bạn bè gặp lại lâu quá mà gặp lại thì rủ đi chơi thì mình đi thôi. Nhưng mà sau đó tại sao 2 tháng thì em lại quyết định yêu bạn này? Tại vì tụi em đi chơi xa, đi về Vũng Tàu thì đi lên, đi bằng xe máy. Xong rồi đi lên thì vợ em mới lúc đó là đòi về. Đêm rồi, khuya rồi, mình phải về chứ không về tao nói sao? Rồi sao? Em có chịu về không? Dạ cũng về. Về tới Sài Gòn thì 2 giờ sáng. Nó là em ở trọ, 2 giờ sáng thì cái phòng trọ đóng rồi. Em mới gọi điện cho cái chị mà chủ trọ thì chị không bắt máy. Rồi sao? Xong rồi lúc đó em đề nghị là thuê khách sạn cho bạn này ở. Thôi bạn chỉ đề nghị là bạn này ở thôi em đi về. Dạ nhưng mà em không chịu. Bạn sợ ma. Dạ đúng rồi. Em nói là thôi bây giờ anh để ấy là bạn để vậy sao mà được. Sợ ma lắm, y sợ ma lắm. Thôi bây giờ ở lại chung luôn đi. Lúc đó em quân tử lắm. Em kêu là thôi vậy thuê phòng kế bên để em ở kế bên. Dạ vô duyên. Xong tao sợ ma. Tôi không chịu luôn. Tại vì em nói nếu mà hai phòng kế bên mà vừa sợ ma mà còn tốn tiền nữa. Nói thôi bây giờ cứ ở chung phòng đi, dù sao cũng bạn bè mà có gì đâu. Cái phòng đó là 2 giường hay 1 giường? Dạ 1 giường. Một giường đó. Dạ. Nhưng mà tụi em mệt quá tụi em lăn ra ngủ hết rồi anh. Ngủ rồi có nghĩa là dạ, lúc đó ngủ không biết gì hết anh. Xong rồi sáng ra mới biết là có gì không. Dạ sáng ra thì hết. Cũng nằm nướng vậy đâu, tivi lên xem. Rồi cái chuyện nướng sao? Dạ xong thì lúc đó là máy lạnh, thì lúc đó cảm giác lạnh rồi đó. Thì kéo cái mền đắp chung đó. Thì lúc đó em mới lấy cái chân em khều khều đụng qua, đụng bạn này đụng nhẹ bạn bên này. Thì em cũng đá lại nhưng mà đạp cái kiểu giống như là kêu là đụng tiếp đi vậy. Tại sao? Dạ. Thì em cũng gác tiếp xong đập qua đập lại cái nhìn nhau. Cái hôn nhau thôi không có gì hết. Cái chuyện đoạn hậu thì không, nhưng mà hôn nhau vậy là có nghĩa là bạn này đã quyết định là yêu đồng bạn ý rồi. Dạ. mới là đồng ý cho hôn. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Thì sau đó tụi em sáng đúng không? Nhau. Thì hôn nhau nhưng mà hôn nhau sau đó 1 tuần rồi chia tay. Ủa sao vậy? Tại vì học chung với nhau vậy đó, xong quá trời bạn chung luôn, giờ mà tự nhiên em quen á cái mấy bạn kia biết rồi kỳ lắm.
Chị đâu kỳ. Với bạn chọc xong rồi lúc đó làm em phải cưa lại từ đầu, cưa thêm tháng nữa thì mới dính. Mới chính thức. Dạ. Rồi bao lâu mới đám cưới luôn? Dạ là 2 năm. 2 năm mới đám cưới. Bây giờ tụi em đã có em bé chưa? Dạ 20 tháng rồi. Như vậy là hai vợ chồng cưới nhau xong về thì có phát hiện điều gì bất ngờ ở chồng em không? Dạ có. Dạ là tụi em rất là khắc khẩu. Mỗi lần cãi nhau với là bạn này im không có nói gì hết á. Cái em càng tức hơn nữa mà mình cãi nhau với đối phương mà đối phương im lặng không nói giống như là khinh thường vậy đó. Thì có một lần em bực quá thì em mới đập bàn. Hết hồn em quay lại hỏi làm gì tưởng sao đập bàn. Lấy gì đập vậy? Lấy bịch bánh mì. Trời, bịch bánh mì đập bàn. Tại vì em tức quá không biết làm gì hết á. Tức mà giống như là bị ức chế. Tại vì ví dụ như là có chuyện gì thì cãi nhau thì mình phải cãi lại, phải nói. Nhưng mà thường hai bạn hay cãi nhau về chuyện gì nhiều nhất? Về con cái là nhiều. Bây giờ trở lại cái vấn đề là trước khi tụi em đám cưới á, tụi em có hay ngay cự cãi hay về vấn đề gọi là chuẩn bị mọi thứ cho cái đám cưới? Không có nghĩa là đám cưới tụi em có suôn sẻ hay là có cái khó khăn gì trước đám cưới không, hay là vẫn suôn sẻ như là cái mối tình của tụi em vậy? Lúc mà sắp cưới á thì tụi em mới đang ngồi trong công viên thì lúc đó cũng có cãi nhà về vấn đề tiền bạc với lại là cái cách mà tổ chức đám cưới rồi ý kiến này nọ thì không ai nhường ai hết. Lúc đó em tức quá em mới nói là thôi chia tay luôn đi, khỏi cái đám cưới gì hết. Thì bạn này mới kêu là thôi không cưới thì thôi. Lúc đó em nói chia tay em về em nói với mẹ là hồi hỷ hôn đi, anh về nói ba má khỏi qua. Nhưng mà rồi dạ. Sao xong rồi cái nói vậy thôi đi về, bạn này kêu là thôi chia tay thôi để em đi bộ về. Xong rồi các em cũng để cho đi bộ về luôn. Trời ơi. Không thiệt tình thiệt. Tại vì lúc đầu yêu nhau là em đã giao rồi. Em nói là yêu nhau mà giận nhau là không có được đi bộ về. Nếu mà đi bộ về là để cho đi bộ về, chứ anh không có thích là đi theo năn nỉ. Cái là em đi bộ về luôn. Xong mà bộ về, em để cho em đi mà em cứ quay lại mà không thấy. Vậy em đi sớm, ông như ông nhanh lắm mừng mà. Cái em đi về luôn. Thì sau khi về nhà thì em cũng suy nghĩ, em thấy chỉ có chuyện như vậy mà mình đòi chia tay á, thế mình cũng sai. Nhưng mà em gọi điện cho bạn này thì bạn này không bắt máy. Lúc đó em đi nhậu. Đi nhậu gì buồn hay là bực? Dạ bực. Rồi khi mà tỉnh lại rồi hết bực thì cô quay lại năn nỉ. Lúc đó thì em thấy vậy thì em gọi điện hoài thì bạn của bạn này là đang nhậu chung á mới bắt máy. Cái nói là bây giờ Thuận đang ở bên này nè vậy đó. Em cũng lo lắng tại vì bạn này đang còn giữ tiền nữa. Giữ tiền cưới. Giữ tiền cưới. Em cũng lo lỡ mà rớt cái chết luôn. Cái là em mới xách xe em chạy qua luôn. Em tự làm qua trước. Cái là tụi em cưới. Cưới xong rồi có cái tiếp tục cái kiểu giận hờn đó rồi đòi ly dị không? Dạ có. Ai? Dạ bạn này đề nghị ly dị. Thì đó tôi hỏi là tại vì cái kiểu này giống nít quá à. Ủa mà lý do gì mà em đòi ly dị? Cái lần đầu tiên á là lúc đó là em đang có em bé. Lúc đó cũng được 7-8 tháng rồi, cũng sắp sinh rồi. Thì trong một lần là bạn này có tiệc mới là chở em đi. Hôm đó vui á nên là bạn này nhậu nhiều. Xong rồi em mới nói là anh ơi uống ít thôi. Mà bạn này cũng vậy à. Xong rồi em mới tức mà em mới nói là thôi đi về. Thì em leo lên xe á, em chưa kịp ôm thì bạn này chạy một phát rồi em rớt xuống. Trời ơi. Thật ra thì lúc đó em không có uống nhiều. Em chỉ cầm ly cụng rồi em nhấp môi thôi à. Nhưng mà khi mà đẩy xe ra thì bạn này có cái thói quen là giận nhau là không có ôm. Nhưng mà em nghĩ không ôm thì thủ thế rồi, tại vì đang có bầu mà. Em đâu có biết đâu. Thì em lúc đó em chỉ lên ga nhẹ chút xíu thôi. Bạn này làm nhanh quá mà. Thì cũng rồi rớt cái bịch luôn vậy hả? Xong rồi lúc đó em cũng khóc tại vì em lo á. Em lúc cũng đau xong rồi cái là chở đi bác sĩ. Thì hên không có gì hết, cũng đỡ. Kỳ đó là sau đợt đó em về, xong là tối đó em về em nói là ly dị. Tại vì em buồn quá, tại vì bạn này không có lo gì hết, không có nghĩ cho em, nghĩ cho em bé nữa. Cái là em đòi ly dị. Rồi bạn này sao? Em thấy cũng có lỗi. Lần đầu tiên bạn xin lỗi em luôn. Thì tôi nghe xong qua tôi muốn nhổ tóc ông ghê. Còn lần thứ hai thì sao em? Dạ lần thứ hai là lúc đó là chuyển qua nhà mới thì cái phòng mới là chưa có bắt đèn. Em thì em sợ em bé không có đủ ánh sáng á. Em mới nói bạn này là phải bắt đèn mà nói hoài, ngày nào cũng nói cả tuần luôn. Bạn này cũng không chịu bắt đèn. Cái bữa đó em tức quá không chịu bắt đèn thì ly dị đi. Thì cái thời gian đó là công ty em cũng nhiều việc lắm, em cũng bận. Thì em cũng câu cái bóng đèn cũng sáng đủ cái phòng rồi. Thì băng câu tạm đi. Thì khi mà bắt cái bóng đèn dài thì cũng phải khoan rồi này kia, cũng mất nhiều thời gian lắm. Thì em nói thì thôi để khi nào anh có thời gian anh làm cho.
Thì cứ đòi ly dị, em nói thì ly dị em viết đơn đi anh ký. Trời có mấy cái bóng đèn không mà đòi ly dị. Không biết là còn bao nhiêu lần ly dị kiểu vậy nữa. Nè nghe, ông phải thay tả cho con nghe. Ông thay mà vô lạng hoàng rồi tôi ly dị. Không? À, có không? Không thay tả thì em tự giác. Không phải từ đó, từ từ cái vụ mà thay bóng đèn cho tới giờ có lần nào âm ly dị vậy? Dạ hết rồi, có 2 lần đó thôi. Dạ hết rồi. Có dự định trong tương lai không? Đâu. Tại vì bữa đó em cũng nói giỡn thôi mà bạn này tự nhiên đồng ý luôn. Em nói là em không là, biết viết đơn. Em kêu là lên Google search tìm đơn về viết. Nhưng mà nhớ để vô đó lý do là ly dị vì không chịu bắt bóng đèn. Không chịu bắt bóng đèn. Hề quá. Còn gì nữa không em? Từ khi mà sinh con xong á là tụi em có nhiều cái mâu thuẫn là về cái việc mà nuôi con. Em ở nhà em chăm con, các bạn đi làm về, các bạn cứ nhìn xong cái sao em xích dầu ít quá rồi, không chịu xích dầu, không chịu mang vớ tùm lum hết trơn á. Thì lúc đó em cảm giác là em rất là bực bội, tại vì mình đang ở nhà nữa mà mình đã cố gắng hết sức rồi mà giống như là bạn này không có tin tưởng em vậy đó. Lúc mà tới cái thời kỳ mà em bé ăn dặm á, mày nấu cháo để cho bé ăn, xong bạn này về nhìn vô tô cháo cái ủa em nấu cái này với cái này có hợp không, em nấu cái này con ăn được không, em có nghiên cứu chưa gì đó. Em cảm thấy là bực bội về cái vấn đề đó, tại vì mình đã cố gắng mà bạn này không có động viên mà còn nói em này vậy nên. Bạn này là chỉ có mỗi một cái tật đó thôi đúng không? Còn kể tiếp xấu bạn này đi. Vợ dạ. Em có tật xấu gì không? Hay than lắm anh. Rồi nhà ở gần mỏ than Quảng Ninh đúng không? Dạ. Rồi còn gì nữa không? Hai vợ chồng hết rồi đó, đúng không? Có bộ tìm cái xấu về nhau khó ghê luôn á thiệt á. Hay là trước khi lên chương trình này đã thống nhất với nhau là không được kể xấu về nhau đúng không? Là không có cái xấu nữa mà em thình lình quá em run quá em quên rồi. Đi cây giấy. Hai con cái sao mà đánh đó. Vậy là cái xấu quá ít đi đúng không? Sau khi mà tụi em sinh con xong thì cũng cãi nhau nhiều. Nhưng mà lúc mà cãi nhau thì bạn này không có im lặng giống như lúc trước nữa. Mà mỗi lần em nói cái bạn này cứ kêu là ờ vậy đó. Tôi vậy đó. Em điên quá em nói là vậy thì anh đi ra khỏi nhà em đi. Em đuổi ra khỏi nhà tại em. Có nghĩa là câu này là thay cho câu ly dị đó đúng không? Đúng rồi. Ủa mà cái nhà là nhà của ai mua? Ở trọ tụi em đang ở trọ. Ở trọ. Cứ mỗi tại lần giận nhau là đuổi em ra khỏi nhà. Em nói ngu sao đi. Nhà này nhà thuê mà đâu có, em nói là hèn chi là không mua nhà là phải rồi. Tức có nghĩa là hai vợ chồng em chắc thường xuyên cãi nhau đúng không? Rồi cãi nhau rồi ngày. Thôi không có gì hết qua. Mà cãi qua cãi lại xong rồi cười huề đúng không? Dạ nhưng mà bạn này thì giận dai hơn. Bây là giận mấy ngày rồi không nhắn tin, không gọi điện không. Mà mỗi lần cãi nhau như vậy rồi ảnh hưởng đến cái chuyện mà ban đêm không? Dạ cũng ảnh hưởng lắm. Đâu có vui vẻ gì đúng không? Dạ, là đúng mỗi lần mà cãi nhau là bạn này nằm không có hơn em. Xong rồi lúc mà mới cưới thì cãi nhau hả, bạn này mỗi lần cãi nhau xong bạn này nằm im, xong em tức quá em nói hoài mà em khóc to lên để coi phản ứng của bạn này như thế nào. Ủa sao kỳ im re à, cái em ngồi dậy em quen qua em thấy bạn này ngủ đi. Bạn này là bạn này rất là vô tâm, không có quan tâm tới vợ gì, lúc nào cũng vậy á. Không biết là trong lòng sao nhưng mà ở ngoài cứ vậy. Trong lòng em sao bây giờ hỏi luôn nè. Thì tức là cãi nhau là em tức lên là em nín, em không làm gì hết á. Tự nhiên đang cãi nhau sao quề liền được. Phải có thời gian chứ. Em nghĩ vợ chồng thì cãi nhau ý là cãi nhau để hiểu nhau rồi thôi thì mình sẽ bình thường, chứ nếu mà giận nhau trong nhà mệt mỏi lắm. Rồi bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Quan tâm đến em nhiều hơn. Rồi còn gì nữa không? Phải tin tưởng em về cái cách nuôi con, tại vì em cũng hiểu, em cũng biết và em cũng có tìm hiểu rồi. Bạn thấy vợ bạn nói vậy bạn có đồng ý không? Dạ cũng hơi đồng ý. Ủa sao kỳ vậy kìa. Còn nếu mà bạn không đồng ý thì bây giờ so ra đi, có nghĩa là gì nè, vậy đơn giản lắm, em nấu đi rồi coi một cái tô đó nó ăn trong bao nhiêu lâu, rồi chồng nấu đi rồi xem cái tô đó nó ăn trong bao nhiêu lâu. Nếu mà bạn nào nấu mà bạn nhỏ đó ăn nhanh hơn thì bạn đó nấu ngon hơn là đúng hơn. Thì mai mốt bạn này phải nghe bạn này hoặc ngược lại. Dạ. Vậy thôi. Tối nay về làm thử đi nghe. Thôi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hai bạn hạnh phúc lắm á chứ hai bạn. Cảm ơn. Xong anh chồng em mới tiết lộ là anh còn zin đó nha. Anh còn zin đó nha. Lúc đó là em biết là anh chàng này là hiền rồi mà. Nên là em gái. Anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghe là em đi tắm rồi không? Rung sợ quá. Rung lắm anh, đó em rung lắm, sợ. Mình sợ mình mất. Sắp bị giận thịt đó, đúng không? Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Bây giờ chúng ta sẽ gặp tiếp một cặp vợ chồng nữa. Mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời. Có
Thôi đi cưng. Đây. Chào hai em. Rồi, hai đứa giới thiệu về mình xem nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, cũng như anh Quốc Thuận, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em họ tên đầy đủ là Lê Minh Chương, 29 tuổi. Hiện tại công việc của em là em làm ca sĩ tự do, cũng như là hỗ trợ vợ em là chăm sóc khách hàng bên mảng dinh dưỡng. Mời em. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em là Phạm Tấn Thảo, em đến từ Quảng Trị. Dạ, con 23 tuổi. Giọng Quảng Trị nghe dễ thương. Nhỏ nghe. Xíu. Có phải là trong một dịp nào đó em thế bắt gặp bạn này hát trên sân khấu và em mê ảnh, em cua ảnh, đúng không? Dạ, thực ra là như thế này này. Em là xuất thân là từ ngành điều dưỡng, cũng có làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh rồi 2 tháng. Thì lúc đó thì nghe tin mẹ là bị ốm thì em mới quay về chăm mẹ ở bệnh viện Trung ương Huế. Thì lúc đó người yêu em chia tay. Lúc đó em căng thẳng vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện một tháng. Em mới là lên trên Facebook ấy, em đăng một cái status là muốn đi phượt lên leo núi ấy. Dạ vâng. Thì lúc đó anh chồng em vô comment. Dạ vâng, comment đầu tiên luôn. Lúc đó em nhớ là em vô comment là thôi bây giờ đi núi Bà Đen với anh đi, mà không biết là cổ đang chăm sóc mẹ ở ngoài quê. Sao em nói thôi có gì hẹn dịp một dịp đó vô Sài Gòn là gặp. Ủa nhưng mà tại nào. Sao em lại là bạn Facebook của cổ, hay là vô tình em gặp cổ trên Facebook thôi? Dạ vô tình có bạn chung rồi em vô thấy avatar đẹp như kết bạn để đó thôi. Dạ. Và comment luôn, cái comment đó là comment đầu tiên với nhau đó đúng không? Đúng không? Dạ. Khi mà nhận được comment đó thì sao? Em xóa status liền, xong em vào em nhắn tin với anh chồng của em. Dạ, xóa dấu vết đi đúng không? Dạ vâng. Rồi lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời là lúc nào? 13 tháng 2 là hẹn nhau gặp ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ. Gặp và lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời. Chuyện gì xảy ra? Dạ thấy cô này đẹp quá. Đẹp quá. Đó là em mang khẩu trang bởi vì dịch Covid ấy. Em cầm cái vali rồi em mang cái váy ôm body đấy. Wow. Body đẹp thế. Khi mà quen nhau nhiều á, lúc đó em mới chia sẻ như vậy. Nhưng mà em vô Sài Gòn này là em có bà con, em có nhà trong này, hay là em vô đây là vì chỉ để gặp ảnh thôi? Lúc mà em bị căng thẳng đấy, và em đăng một cái status là trên những chuyến đi phượt xa, anh cần em đồng hành. Như vậy là thấy là chắc là chồng của em là đang gửi tín hiệu đấy. Xong là em cũng có lớp học là lập trình tỷ phú, là em vào Sài Gòn luôn. Lúc đó cũng thu xếp là ba em vào chăm mẹ rồi các chị gái cũng vào chăm mẹ rồi là em mới vào. Vào thì hai người có gặp như là nhau. Mình vào Sài Gòn để mình gặp nhau đó. Dạ vâng. Sau đó thì có đi Bà Đen không? Có dạ, đi núi có. Bà Đen không? Mười... Là đi ngày nào? Ngày 14 tháng 2 luôn chị. Là qua ngày hôm sau đi luôn. Dạ đúng rồi. Thì có bữa tỏ đó... tình tỏ ơi gì không hay như thế nào? Dạ có chị, có tỏ tình ở một cái quán cà phê rất là lãng mạn. Em dạ. Tỏ tình hay cổ tỏ tình? Dạ em. Dạ em sốc không? Sốc chị. Sốc hả? Tại nào giờ mình là người chủ động không anh, mà cô này là người ngược lại là tự chủ động nhưng mà bây giờ mình bị lật kèo. Dạ đúng rồi. Cô nói ngày hôm nay anh hãy dành cho em 24 giờ trọn vẹn để mà có thể là cảm nhận được cái tình cảm của em. Đó là cảm xúc mình, tại mình đang cô đơn mà anh. Nghe được cái đó mình thấy đúng rồi. Tìm đúng người rồi. Thôi chấp nhận luôn. Coi như em có dành đúng 24 tiếng đồng hồ. Dạ dư luôn anh, dư luôn á. Qua ngày hôm sau luôn. À tức là hai đứa ở gần nhau luôn cho tới sáng ngày hôm sau. 10 giờ ở quán cà phê á, em nói là bây giờ em phải về. Em phải về để nghỉ ngơi, mai em đi làm. Thì em mới nói là em ơi, dành trọn cho em 24 tiếng đồng hồ ngày 14 tháng 2 đi. Chồng em mới lo lắng bởi vì là trên lần đi núi Bà Đen về á, ngồi lại ăn quả trứng vịt lộn. Xong anh chồng em mới tiết lộ là em còn zin đó nha. Em còn zin đó nha. Lúc đó là em biết là anh chàng này là hiền rồi mà. Nên là em gái. Gái sao nè? Lúc đó là khuya rồi nên là anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghe là em đi tắm rồi không? Vâng sợ mà. Rung lắm anh, đó là em rung lắm, sợ. Mình sợ mình mất. Sắp bị giận thịt. Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Đêm đó thì mình nói chung là cũng có ngủ chung. Đó thì cũng có không ít này kia. Nhưng mà đợt sau là mới đi Vũng Tàu, là đợt đó là mới là thuộc về nhau luôn. Đêm đó là vẫn còn chưa có thiệp đúng không? Dạ dạ dạ.
Sau cái lần đó là coi như chính thức yêu nhau rồi. Dạ. Yêu nhau bao lâu? Yêu nhau 3 tháng. Yêu nhau 3 tháng rồi làm đám cưới. Dạ, thực ra thì cái biến cố là em bị căng thẳng, stress, mất kết nối với gia đình. Em được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần. Giống như em stress quá đúng không? Dạ, em stress quá. Thì lúc đó là hai bên nội ngoại là, tức là tất cả mọi người ấy cứ nghĩ em bị điên, cứ nghĩ em bị điên. Rồi đưa em vào tâm thần. Nhưng mà thực ra em bị căng thẳng thôi mà. Lúc đó khi mà em biết được vợ em vậy, em có sốc không? Rất là sốc chị, tại vì lúc đó là nhà em nói cho mày thấy quy heo nhỏ đó bị điên này kia rồi, bạn bè nữa. Nhưng mà em làm cách nào để mà em vượt qua hết tất cả để mà em ở bên cạnh cổ trong lúc đó? Dạ, lúc đó em chỉ nghĩ là cổ là mình xem như vợ của mình luôn. Nên là mình ai có nói gì mình không quan tâm. Mình dành hết cái tình yêu thương của mình. Và sau đó là vượt qua được cái điều đó là 3 tháng sau tụi em làm đám cưới. Dạ đúng rồi chị. Cưới là lúc đó là hai gia đình đã ok hết rồi đúng không? Dạ, tức là em có về này, thưa chuyện với lại bên gia đình hết rồi. Nhưng mà lúc đó là mẹ em khỏe rồi đúng không? Mẹ em là đỡ rồi. Ba mẹ em cũng là đồng ý luôn. Dạ đồng ý. Là nay được bao lâu rồi? Dạ nay cũng gần một năm rồi đó chị. Gần một năm. Hơn một năm ấy. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Phong tục người miền Trung á là khi mà mang thai á là phải cưới. Bên nội á đi coi bói là nói là hai đứa này không hợp tuổi đâu, yêu nhau về là ly tán. Nhưng mà gia đình chồng vẫn đồng ý. Lúc đó chỉ có là lễ đính hôn thôi. Ngày, em nhớ ngày 15 tháng 6, 2020. Dạ. Nghĩa là bác sĩ bảo cưới đó. Dạ, đã đúng rồi. Em bé bữa nay là mấy tháng rồi? Dạ, em bé bây giờ là 3 tháng 20 ngày. Dạ, trai gái? Dạ, trai. Rồi lấy nhau, như vậy là hai đứa ở với nhau, lấy nhau được khoảng... Năm. Dạ vâng. Rồi bây giờ là tới cái phần 2 nè, phần kể thật xấu nè. Em thích cái phần 2 này không? Dạ thích, cực kỳ thích luôn á. Đó, trước đây. Vậy em nói trước đi. Vợ em mà có cái tóc não cá vàng, nói trước quên sau vậy đó. Ở vậy em hay cằn nhằn hoài à. Rồi nhiều khi là cổ như là hơi chậm xíu. Thấy ăn nói từ tốn, nói cũng chậm nữa. Gây lộn chắc cũng gây lộn chậm chứ phải không? Chậm nhưng mà chắc... muốn gì không? Nhưng mà bây giờ thì em còn stress không? Dạ không, bây giờ em hoàn toàn bình thường rồi. Em chuẩn bị là kinh doanh, chăm sóc sức khỏe chủ động cho các hộ gia đình. Bây giờ tất cả những cái gì mà em áp lực, tất cả những cái gì mà nó động lại trong người, những cái stress là em đã giải vượt qua hết rồi, giải tỏa hết rồi. Hồi xưa em ở Huế đấy, là em thường ra chợ đêm đấy, là em nghe các anh các chị là hát phố giữa phố đêm, là em ao ước là sau này chồng mình cũng hát hay. Là ở ngoài Huế là thấy anh Trương là có cái kênh YouTube Lê Minh Trương Official là có hát bài là Tự tin đứng vững trên con đường mình đã chọn. Lúc đó hát hay quá nên em quyết định là chạy vào Sài Gòn luôn. hiểu rồi. Bây giờ mình hiểu ra là lý do tại sao mà cổ vào xong rồi là cổ đóng cửa phòng không cho em thoát lui đó, rồi cổ tỏ tình với em luôn. Thì ra là mê giọng hát. Cái gì cũng có lý do hết chị. Đúng rồi. Nếu vậy thì anh có tật xấu gì không? Tật xấu của anh là bạo thủ hay thả bom trước gió đấy. Thả mưa trước gió. Xong chồng em mới giải thích đó là hương vị tình yêu. Tức là anh chỉ có bảo thủ thôi. Còn cái tật kia đâu phải thật xấu đâu, cái đó là tiêu hóa tốt, tốt cho sức khỏe đó. Có khó chịu với em không? Chung là anh cũng yêu thương em nhiều, bởi vì hiểu tính em á, nên là cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Dạ vâng. Thế tốt rồi. Thực ra em không những là người chồng mà em còn là một cái gọi là liều thuốc tinh thần cho vợ em. Đúng rồi. Chị biết chắc chắn là sau này khi mà tụi em làm về kinh doanh nó sẽ nhiều áp lực. Thì chị mong rằng là em hãy né tối đa nhất có thể những cái áp lực cho vợ em để cổ đừng có bị gọi là trở lại cái stress đó nữa là nguy hiểm đó. Ha. Bây giờ có mong muốn cổ thay đổi điều gì không? Dạ em mong muốn là vợ em là yêu bản thân mình nhiều hơn, cũng như là tốt hơn mỗi ngày. Thực còn ra em... từ khi mà em quen anh Trương ấy là em rất là phấn đấu để nỗ lực làm tốt cái bổn phận của mình, làm vợ, làm mẹ, làm con dâu.
làm con gái của bố mẹ. Nhưng mà chị cũng nói em nè, em đừng có tự tạo áp lực cho mình nhiều quá. Dạ vâng. Thá Cưng ha. Bây giờ đến cái phần rất quan trọng. Idol của mình mà tự nhiên ông phóng từ sân khấu, ông phóng dạ, dạ. xong sẵn đây cho mình rồi ông chụp cái tay mình. Đó, nói chung là rung rung mà đỏ hết mặt luôn. Còn em thì sao Huy? 10 năm sau thì em vừa em mới nhắc lại thì em mới nhớ thôi. Đó là cái giống cái định mệnh. Cái định mệnh đó là hôm lúc đó thì cảm giác sợ anh bỏ thì lại không không có nhiều, bởi vì em rất là không biết sao rất là tin tưởng. Em chỉ nghĩ là anh là một người nổi tiếng như vậy, nhưng mà anh chủ động xuống đến tận nhà em để nói chuyện với cha mẹ em, còn gọi FaceTime cho cha mẹ bên nhà, còn nói chuyện với ba mẹ em nữa. Em nói năng sao mà ba mẹ của Hương là cho em hốt Hương lên vào ngay Tết hay quá vậy. Khi mà ông thích là cứ nói đi nói lại, nói đi nói lại thì mình này. Vừa ba là nhất. Ba là chú muôn loài. Nhất. Đây, mời xin em. Chào, xin chào. Chào chàng ca chào sĩ. Dạ. Không gì có thể thay thế em. Vâng ạ. Cảm ơn anh trai. Thực tế là xin được gửi lời chào đến chị Hồng Vân với anh trai Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em là ca sĩ Lâm Trần Huy. Năm nay em 39 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh ạ. Mời em. Dạ, em xin phép và chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Hương. Em năm nay 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước nhưng mà cũng quê gốc cũng ở Hà Tĩnh luôn. Lần đầu tiên hai em gặp nhau, chạm trong mắt nhau, đó. Chạm mặt nhau đó. Thì vào lúc nào và chuyện gì đã xảy ra? Em để cho vợ em nói. Dạ, nếu mà nói lần đầu tiên gặp nhau thì năm đó chắc em mới học lớp 7, lớp 8 thôi. Cái lần đầu tiên đó là lần đầu định mệnh luôn. Nhưng mà lần đó là ở Hà Tĩnh hay là? Dạ không, ở Bình Phước. Em đi diễn. À, dạ. Đó anh ấy nổi tiếng lắm. Ca khúc không gì có thể thay thế em. Đúng rồi. Dạ. Mà lớp 7 là biết mê rồi. À. Em cũng trông chờ đến lượt anh lên biểu diễn. Khi ngồi ở dưới mà đến lượt anh là hồi hộp lắm. Hồi hộp để muốn nghe anh hát. Em thì ngồi không phải gần sân khấu, dưới cuối sân khấu. Ở giữa sân khấu. Thì ngồi anh, kế bên mẹ. Thì tự nhiên anh đang hát trên sân khấu xong rồi nhảy xuống. Tức là anh nhảy xuống mà nhảy xuống đi đến một mình chỗ của em thôi. Em cũng không hiểu sao như cấp duyên số trời định vậy, ra là em đi thẳng xuống, em bắt khiến đi em bắt tay chào mẹ xong rồi bắt tay em. Rồi cái giây phút mà em chạm được cái bàn tay của thần tượng nó như thế nào hơn à? Dạ thì cảm giác lúc đó cũng khó tả lắm. Tay anh mềm mềm. Em muốn bể tim không? Tại vì á, cái người idol của mình mà tự nhiên ông phóng từ sân khấu, ông phóng xuống sẵn đây cho mình rồi ông chụp cái tay đó, mình. Nói chung là rung rung mà đỏ hết mặt luôn. Còn em thì sao Huy? 10 năm sau thì em vừa em mới nhắc lại thì em mới nhớ thôi. Đó là cái giống cái định mệnh. Cái định mệnh đó là hôm đó xong là thôi đó. Dạ, lần sau mới gặp lại ngay. Em mới nhờ một người FC tìm cho cái gương mặt nào mới lạ mà xinh để cho mình quay cái clip đó chị. Dạ, cô bé mới dắt Hương lên. Bạn của em mới đầu là không nói là lên đóng clip cho anh Huy đâu. Đi quay clip cho cái anh ca sĩ này rồi anh gửi cách xe cho. Tối đó em còn chưa chịu đi mà. Em một khăng khăng em nói nếu mày không nói thì thôi tao không đi. Sau đó mới nói là anh Lâm Trấn Huy, nó nói vậy đó. Sau em cũng vui vui bỡ ngỡ, tự nhiên cảm xúc 10 năm trước tự nhiên nó lại dạ. Nói nghe nè, có nghĩa là từ cái hôm định mệnh đó xong về là em vẫn cứ là idol của em vẫn là anh Huy đúng không? Dạ. Yêu đó. Một vài anh rồi. Không, cái chuyện yêu một vài anh là chuyện mà vẫn có còn một idol. Idol là cái đó. Đêm đó chắc khỏi ngủ luôn đúng không? Sáng sớm vậy là đi rồi. Khi mà em gặp bạn này là em có cảm giác em thích liền không? Thích liền. Là mình nhìn là mình cũng thích rồi. Sau đó này vẫn chưa chịu thua. Là rủ qua phòng thu để thu âm. Thu cái bài Chia Tay Không Lý Do mà Hương hát rất là hay. Thì này, lúc đó là cùng năm là 38 tuổi rồi. Cha mẹ ở quê là dầm chân đấm ngực bắt lấy vợ rồi. Nghĩ là thôi đúng chắc. Bạn này chắc được đây. Để lấy số cái đã. Bởi vì gặp một cái là mình có cảm tình như là đây là vợ của mình rồi. Chiều tối đó là thu xong cái rồi thì vấn đề cho Năng đi về ở Bình Phước. Dạ, có gửi cách xe không? Không. Lúc đó là chưa mới đi thu. Em nhớ là vẫn đón taxi cho về Bình Phước hình chiều mấy. Hương về Bình Phước rồi đó. Dạ. Em có nhắn tin, có gọi điện thoại liên tục không? Có nhắn tin. Buổi tối hạt xong lên trên cầu là cũng gọi FaceTime lại khỏe. Anh chuẩn bị lên cầu nha. Đó cái kiểu vậy. Bao lâu thì em mới chinh phục được cô này? Buổi chiều hôm đó thu xong là thấy cùng Năng cũng... ok rồi. Cái người này nó gặp cái là mình cảm giác là như là vợ mình rồi. Vợ mình rồi. Rồi thì cơm là... chan này gạo còn đó. Tập. Rồi thì mới gọi điện về khoe cha mẹ. Khoảng chưa đây một tháng là cứ tám đêm nào cũng gọi điện thoại vậy.
đến đúng ngày 30 Tết là em xuống em đón lên Sài Gòn luôn. Lên Sài Gòn, em về Bình Phước hốt lên Sài Gòn luôn. Dạ. Xin phép cha mẹ. Xin cha mẹ lên Sài Gòn luôn. Dạ. Mà lúc đó là Hương đi làm chưa hay là vẫn dạ còn rồi đi à? Làm? Em làm việc trong công ty kinh doanh vàng bạc đá quý. Lúc đó là dù là bảo lên làm ca sĩ nhưng sau này lên rồi thì mình tỉnh sau. Lên. Em lên thì em cũng đi theo rồi phụ cho anh. Nâng khăn sửa túi anh làm thôi. Quản lý cho anh. Làm quản lý nâng khăn sửa túi thôi. Dạ. Dạ. Cái giai đoạn mà em đi theo anh Huy lên thành phố, em có sợ? Cái ngày mà đặt chân lên thì tất nhiên là cũng có nhiều cái tâm trạng lúc đó. Vừa xa cha mẹ vừa buồn rồi vừa... lo không biết anh có bỏ không. Nói chung là có nhiều cái suy nghĩ cùng một lúc đó. Lúc đó thì cảm giác sợ anh bỏ thì lại không có nhiều. Bởi vì em rất là, không biết sao, rất là tin tưởng. Em chỉ nghĩ là anh là một người nổi tiếng như vậy. Nhưng mà anh chủ động xuống đến tận nhà em để nói chuyện với cha mẹ em. Còn gọi FaceTime cho cha mẹ bên nhà, còn nói chuyện với ba mẹ em nữa. Em nói năng sao mà ba mẹ của Hương là cho em hốt Hương lên vào ngay Tết hay quá vậy? Em cũng không biết sao về gặp một cái là mẹ Hương cũng thích luôn. Và em có nói là con cũng người Hà Tĩnh, quê mẹ cũng ở Hà Tĩnh. Thôi thì quê ta về ta tắm áo ta thì mẹ cứ yên tâm. Rồi mẹ cũng nói thôi thì giờ mẹ giao tất cả cho con. Chiều đó là em đón đi luôn. Tết là cái dịp gọi là chạy show nữa. Dạ đúng rồi. Chạy bán sông bán chết. Cá sĩ là đua nhau chạy loan xong. 4-5 điểm. Khi bắt đầu mà 30 Tết hốt lên xong, rồi bao nhiêu lâu thì mới làm đám cưới? Gần một năm chị. Gần một năm như vậy là em rong ruổi theo chàng là đi khắp liên kỳ lục tỉnh đúng không? Dạ. Là mà... như vậy là đã có chuyện sống thử đúng không? Dạ có. Dạ. Khi mà mới lên đêm đâu là hột luôn. Có nghĩa là gì nè, người ta là sang hẳn một trang mới, để đã xác định rõ ràng rồi. Hai vợ chồng cũng tính là dự tính là cưới sẽ trễ hơn, nhưng mà Hương lại có bầu. Vỡ kế hoạch. Dạ, dạ. Bây giờ là bé mấy tuổi rồi cơ? Dạ được 13 tháng chị. Chắc là ông bà mừng lắm phải không? Dạ cha mẹ mừng ạ. Chúc mừng hai em. Ừ, dạ. Nhưng mà lấy nhau về rồi sao ông này ổng có loại tật xấu gì đó, không? Ông có ăn hiếp em không? Vừa cứ kể thôi chứ. Anh Huy thì tật xấu cũng không có nhiều, mà có một cái là vì bạn bè quá, bạn bè mà gọi ở đâu rủ một cái là ham vui lắm. Gọi một cái là chỉ muốn đi đến đó đi thôi. Đi yêu bạn. Dạ. Và những lúc vậy thì em cứ càm ràm rồi em không cho đi, em làm mọi cách để ở nhà, em làm mọi cách để ở nhà. Có khi nào là coi như là làm cỡ nào ổng cũng đi hay không? Dạ không. Nói chung là những bạn bè rủ á thì có những cái mà em cũng đồng tình rồi em cũng đi với anh. Có những cái nào mà em không đồng tình, hoặc là tại vì bạn bè rủ rê anh rất là nhiều chứ không phải là ít. Em không đồng tình là em em dùng mọi cách để anh ở nhà. Có giỡn hớt mà kiểu như có hề hước không vậy? Ở nhà là ví dụ vợ đang bực cái gì đó là toàn chọc cho điên lên, xong rồi bắt đầu giỡn, đứng múa xong rồi làm mấy cái mắt lé mắt đồ. À vậy là lầy lắm, nhây cũng giống Thái. Nhây Thái cũng vậy đó. Những lúc nào rảnh rỗi cũng mê game. Mê game dữ không em? Cái mức độ mê game không bãi mức dữ thì cũng không dữ lắm, nhưng mà ví dụ đang tập trung cái gì đó là kêu làm gì, đợi chung tí mà 5 phút sau chưa thấy được hết, vẫn đang ngồi miệt mài. Anh hỏi nè, có ghen không? Dạ thời gian đầu thì có, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không. Rồi bây giờ tới em đó Huy. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Khi mà ông thích là cứ nói đi nói lại thì mình này. Thôi thì vừa ba là nhất. Ba là chú muôn loài. nhất nó tí nữa mà chìa khóa mà cho nên bỏ để sẵn đó, mà nếu mà nói nhiều nó trốn luôn. Trốn đi. Anh Dương Hinh mỗi lần mà vợ nói gì ba là chú muôn loài. Vâng ạ. Nó xấu tí nhá. Từ ngày mà cô con là cũng hay, nói chung là hay lên chức lấy con ra với mình. Làm chức làm quyền đúng không? Dạ. Đó. Trước khi nói là như nào đó thì mình cũng nói vừa. Là càm ràm nhiều quá đúng không? Dạ, hay càm ràm nhiều mà đàn ông nghe nhiều là thấy rất là khó chịu. Nói một lần là người ta đã hiểu rồi. Mà càng nói nhiều lần người ta lại cũng không làm. Là không hiểu luôn. Nói mong vừa thay đổi thì hiểu chồng hơn một tí nữa. Đó, bởi vì anh em sống thì phải có anh em, có bạn bè. Nhiều khi ở cái xã hội này mà mình có anh em bạn bè thì là mình cũng không làm được cái điều gì nhiều cả anh trai nhỉ. Còn Hương sao? Hương mong muốn chồng thay đổi gì? Mong muốn chồng cũng hiểu em hơn tí nữa. Cũng mong muốn chồng là luôn luôn yêu thương vợ con càng ngày càng một nhiều hơn thôi. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Là Hương là 94 hả Hương? Dạ em 93 chị ạ. Tức là hai bạn này là cái thế hệ nó khác nhau. Đúng rồi. Cái thế hệ của Huy với lại
Thuận nè. Dạ. Dạ. Là anh em bá tánh bạn bè nhiều lắm. Dạ. Cái thời lúc mà trẻ bắt đầu đi tạo dựng sự nghiệp á, thì hồi dạ. đó làm gì có Facebook, hồi đó làm gì có gọi là 4.0 như bây đúng giờ. Rồi. Dạ. Dạ. Thành ra là phải gặp nhau liên tục. Tất cả những cái mối quan hệ đều dựa trên cái bạn bè bá tánh đó. Dạ. Hỗ trợ hỗ tương cho nhau để cùng dạ. phát triển. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì khác, bây giờ nhiều khi mình không cần những cái đó, mình vẫn có thể phát triển được nó, nhưng mà ngày xưa là không có. Dạ. Thành ra là đúng là Hương cũng nên thông cảm với bạn Huy, là ví dụ có những cái mối quan hệ mà từ trước rồi, tình dạ. nghĩa đó, dạ. tình dạ. nghĩa lâu dài rồi, đúng không em? Mình dạ, không thể nào bỏ được. Dạ. Mình sống có trước có sau. Nhưng mà ngược lại đó thì em á, dạ. tại vì em có cô vợ trẻ thì dạ. em phải trẻ hóa mình nữa. Vâng. Để vợ em thấy cái khoảng cách nó ngắn rồi, nó hẹp dạ. lại. Đó thì lúc đó là hai vợ chồng sẽ rất là hiểu nhau, sẽ đồng cảm, sẽ hòa điệu với em. Cho hai em mãi mãi dạ, hạnh phúc và mãi mãi tận hưởng những gì tuyệt vời nhất ở cuộc sống này. Dạ. Nha. Cảm ơn anh, cảm ơn hai em rất nhiều. Xin chào. Mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình, nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Chân của anh tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Đó bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ em đó chứ không có thua đâu. Em nói chị biết nghe, mặc dù em là diễn viên nghe, nhưng mà cái đam mê của em là ca hát. Có khi nào hôm nay mình gặp được cặp vợ chồng ca sĩ không? Ước ao không? Ước ao không? Ước ao nghe em mà ao, em mà gặp cặp vợ chồng mà ca sĩ bước ra cái em lăn em xỉu luôn. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với cái tâm trạng của tôi và chị Hồng Vân, đó là rất là khao khát được gặp đôi vợ chồng ca sĩ. Và mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nha, khi nào chị nói mở mắt em mở nha. Mở mắt đi ơi. Ta đà. Em ơi, chào em. Dạ chào chị. Trời ơi. Thấy ngồi đi, ngồi đi. Thấy. Xin chào người bạn. Xin chào người bạn. Em công nhận là tụi chị diễn giả không? Giả cái gì mà giả, em thiệt đó nghe. Em té thiệt đó nghe. Thời đây là rất là vui khi mà được trò chuyện với cặp vợ chồng phải nói xinh đẹp nhất nhì showbiz. Thì các hoàng tử công chúa thực sự luôn á. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thế bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn, Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh hả? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Quốc Thanh Quốc Thuận. ngang. Và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ. Đang ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Bình thường thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ, nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Rồi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soan đó. Dạ, em năm nay 35 tuổi. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi kiểu dân gian á là sếp của anh Phúc á. Bây giờ nói luôn đi, lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất, là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán, thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn màu xanh và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu, nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương.
Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn. Chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn ha. Xoàng, xoàng, em sao xoàng? Dạ. Gió thì học xoàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á, là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự. Nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á, cho nên là cũng làm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Rồi bao lâu, khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Có cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Quế Vân. Chị Quế Vân? Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có lành. Thì sau đó mới về, mới search lên trên mạng, mới thấy Kim Cương, mới nói à thôi cũng được, okay. Cũng được, cái từ cũng được nha. Sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc, cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Đó, mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng, mình rồi cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Dạ, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc, cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau thì kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Phúc biết ông Phúc. Dạ thì lúc đó em cũng thích, nhưng mà mình là đàn ông và mình cũng ca sĩ, mình đâu thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự, xin số, lấy số điện thoại, giữ con thắt, rồi từ từ mình nói chuyện sau. Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Nó ngọt, người ta đánh giá mình chết. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình, cho nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Trong nghĩa clip là làm giá. Người yêu, là đóng vai người yêu. Thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như mình bị lậm vào nhân vật gì đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này. Cái cảm giác này chị biết mà, tại vì em biết không, ngày xưa lúc mà chị Danh Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ. Tối về rồi cũng đâu ngủ được. Cũng đúng vậy đúng không? Chị cứ giữ giá đúng không? Thì vậy, giữ giá chứ. Rồi anh ấy sao? Anh ấy sao? Giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Có một ngày một. Đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau thì đáp thì cũng cỡ tuần tôi rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi, xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không, em lại phải đi diễn gần một tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng á, thì coi tuổi thôi, như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ bắt đầu nhắn tin. Thì đó thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại người yêu ở đâu đang đóng trong phim là người yêu, cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin, và nhắn tin cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Đó, cái phút giây mà gặp lại đó, sau một tháng không gặp mà chỉ trời có nhắn nó mãnh liệt chứ không? Nó rần liệt, nó la mà lắm luôn. Có nhào tới ôm thì rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm?
Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 tới năm 2015 là trong 3 năm đó, đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức, cái trong người nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút, em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Sau cái đêm hôm đó về á, có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Tức nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên, cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài. Và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Nhiều khi anh đau anh nằm sắp ở trong nhà, anh nằm sắp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sắp nha. Em mới nói nhiều khi em nghĩ trời ơi, không chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á, là như vậy. Tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ, nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần gọi là phần thật là trước giờ là khán giả yêu mến anh như một Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của ảnh á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này. Ê, ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh vô toilet ngồi chống một thí cờ lâu vậy đó. Thì chắc sáng tác đó. Ngồi chỗ hoài vậy đó, kiểu gì đó. Thì em ngày này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hói kiểu vậy đó. Hoặc là ví dụ như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm lên nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì biết nữa, thì cờ lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Kiểu lề là như vậy. Lề mề đó đúng không? Dạ lề mề, kiểu vậy đó. Anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày cái em nhìn thấy được cái đó, em cũng có cái sự thay đổi trong mình. Xưa thì em hay gọi là chậm rồi thôi mình ngày cứ xưa cái gì đó mình cứ cái biệt danh là từ bò lật ngựa nữa. Thôi tự nhiên đi nói kia tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngựa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ dạ đúng rồi, ngày xưa ở chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. À đúng rồi, cái đâu cao lắm rồi con rùa là nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi, thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Ông Sàng nói tiếp với em, anh còn sở đoản, anh có sở cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiển á. Có nghĩa là anh mê, tức là thứ tiên là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là anh để kiển hết nha, anh thích để kiển mà trên lầu. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Dạ, khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ tới Phúc đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dễ kể Cương thì kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng cầm ràm đó mình bất bực.
Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Cái đường theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Ừ. Nên là em biết là né trước. Chạy theo là em né ra cái chỗ khác. Nó bỏ chạy. Bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn. Đóng hoài. Ê, rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được kim cương? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Anh nhỏ này rồi quản lý em á rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không nhưng có mà kẹo được đấy, không có kẹo không? Không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo là bỏ lâu rồi. Nó có ghen với em không? Đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm chân kia. Là quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc chứ cũng hở hở nhưng mà không. Bây giờ 10 năm rồi bích bùng bích cửa luôn. Trời ơi. Vậy giờ là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Tính em thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ. Nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều. Nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó. Nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này, giao du với người kia thì nó cũng mất lòng. Mất lòng nhiều lắm. Đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa đó. Thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi, bớt rượt. Mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó, muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui. Chứ nhiều khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với ảnh. Thế là anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Cách xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Anh Sơn em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này, cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài. Em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm huệ mình, tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy?
không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái rồi hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng khắp phố ấy, tỏa sáng bừng khắp phố ấy. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Mời em. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận ạ. Chào em. Chào bữa em. Nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, em cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Rồi, xin chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? Dạ. Nhưng mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tinh. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau. Là chắc vợ em phải nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là cái gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái giọng hai của anh nó teo lại được không Sơn? Đó về đội của em. Về đội của em nha. Vâng ạ. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng có dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em mạnh dạng em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Đó. Bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau, và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Tụi em quen nhau là qua ứng dụng hẹn hò anh. Dạ, hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt. Mà em nhìn vô em thấy, ủa sao toàn trai đẹp không vậy? Xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em bảo là ủa sao ai nhìn quen, thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử thì tự nhiên thấy anh trả lời. Chắc đang chờ. Lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Bởi vì em thấy là ôi sao cô gái này nhìn trông rất là dễ thương. Thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau. Và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Là một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố ấy. Tỏa sáng bừng góc phố ấy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu rồi. Mà anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Linh Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời em nói
Đã sáng luôn. Dạ, đã sáng. Nhưng mà về sau này mới thú nhận nha em. Kêu là ban đầu là coi hình em ở trên mạng á, là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi nghi. Em bảo ủa nghi là nghi gì? Kêu là sao chồng thấy chân dài quá mình kêu không biết là con trai hay con gái nghi nghi sợ thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao quá rồi sợ kêu có khi nào có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Em là người miền Nam à, em là thích Đài Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi. Em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy? Cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích cha Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh. Nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn. Là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn. Chuyện nói tiếng nam đi Sơn. Dạ em sợ. Dạ em sợ. Quỷ sứ rồi. Hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à. Ông nói Bắc luôn. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh. Sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó đó. Yêu bao liền không? Nhờ? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cỡ một tuần thôi. Nói nghe nè, ảnh có đưa em về nhà ảnh ở ngoài Bắc nhưng mà ra mắt gia đình. Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói là em là người đầu tiên anh đưa anh, dạ đúng mắt. Rồi, dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Mà em thì sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường em thấy kiểu gia phong lễ giáo đúng không? Dạ đúng rồi, đúng cho rồi. Nên bắt buộc là mình phải kính đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải kính dạ, kẻ. Nói chung không? Là kiểu cũng sợ. Hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu cũng hở kiểu dạng vậy, hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kín đáo kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu. Thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại tại vì anh Sơn chưa có dắt ai về nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì cứ nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi. Lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu dân chơi vậy. Dạ đúng rồi, tại từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không, tức là ba mẹ dạ. có đòi dạ, không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái. Nhưng mà thực ra thì với Linh thì phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính, nhìn ở ngoài trông ăn chơi phết đấy, thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không? Dạ có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng xíu đó. Đúng rồi, nhưng mà ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, nấu ăn Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em. Anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè,
Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần thì cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ, bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu. Là em biết anh là diễn viên. Cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là các em Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi. Dạ, hai năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là tật xấu có lòi ra không? Chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm á. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết. Lạc đề đó. Câu hỏi đây là tính quen đến thốt. Ta đang hỏi tật xấu thì đó, đi cứ khen tật xấu. Không có kể tật xấu. Tật mà tốt. Rồi giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa em vừa khó ý, em chưa vừa là... ý ấm á. Chưa vừa ý, em nghĩ chắc là cũng ví dụ hay... như có bề bộn không? Không, có gia trưởng không? Anh con dạ, trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, gia trưởng nếu không? Mà nếu mà gia trưởng thì chắc là em với anh là không có đến được với nhau rồi đó. Anh chỉ hơi cầm ràm thôi chứ. Cầm ràm. Hơi cầm ràm em thôi. Tại sao lại cầm ràm em? Tại sao lại cầm ràm? Ừ đó, đó. Tại sao? Tại vì tập xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ rồi, mê đá banh hơn mê vợ nè. Không, em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao. Rồi kiểu vận động từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, cái gì cũng có kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là cứ kéo em theo á. Nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt. Đúng rồi hai cái tật xấu. Thôi còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy dạ. Trời ơi, nhiều khi cũng muốn giận lắm á chứ. Nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á, thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á, mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, em nói với chồng em kêu là trời ơi, vợ không thích tặng hoa vậy đâu. Tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó. Thôi nếu mà ông tặng vậy thôi, thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua, kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn hết. Xong rồi bảo chứ, nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Cái em kêu chứ, người ta nói không thích thì người ta nói không thích. Nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi, vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Dạ. Đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi, dễ sợ luôn. Mà mỗi lần vợ giận á, thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị. Mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy, kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi, em tức, em tức dễ sợ. Thà quá mà có sao nói dạ, đúng rồi. Ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn. Em không có để bụng. Tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên ông thì kiểu cũng không làm hòa với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm huệ mình. Tức ghê á, xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy.
không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái rồi hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận quay luôn. Dạ, nghĩa là tự bả giận xong rồi tự bả nhún nhường như cái thằng ba, cái tự bả hết giận. Dạ. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Ừ. Bây giờ vợ đó kìa, đó bây giờ tấn công đó. Xa tay nè, tay ra cám này. Đó cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Quá ơi là rất là bừa bộn. Quá ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là cầm ràng. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn. Đó là còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm ràm thôi đúng không, làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó, bừa bộn nữa đi em. Rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì từ không có chịu. Đúng rồi, không chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có thôi. Sao là gu của mình và gu của người khác? Không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại hoài. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Và rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Điều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe người ta nói uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đó, đến cuối đời vợ lại không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được? Hay chưa? Hay. Bây giờ tới em. Nói chung là chồng em thì có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng. Tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi. Tức là muốn anh sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó đúng không? Với lại phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè, kế cận cũng đang cần đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã rồi mình hẳn lo cho đúng bên ngoài. Đúng đó Sơn ơi. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Giờ chị thấy về nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ, đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ chúng ta. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Yeah.